Lâm Diệu Khả, em gái Olympic được cả thế giới yêu mến nhờ chật vật trong sự nghiệp. Lâm Diệu Khả từng là cô bé kỳ vọng sẽ tỏa sáng, không ngờ vì áp lực nổi tiếng quá sớm mà giờ chẳng còn ai quan tâm. Mới đây, báo chí truyền thông xứ Trung vừa đăng tải tin tức mới nhất về Lâm Diệu Khả khi cô có mặt tại một sự kiện thương mại ở Bắc Kinh. Trong lần xuất hiện này, Lâm Diệu Khả lại tiếp tục gây thất vọng với phóng viên báo chí và khán giả vì nhan sắc ngày càng tụt dốc. Nhiều người nhận xét Lâm Diệu Khả dù là thế hệ diễn viên trẻ nhưng trông lại khá giả dặn. Ở tuổi 22, cô thay đổi quá nhanh và mất đi vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết. Nhiều người cho rằng vì Lâm Diệu Khả buông bỏ bản quan quá sớm khiến cho cô không còn được yêu thích như trước nữa. Được biết, Lâm Diệu Khả tăng cân lên khá nhiều. Cô cũng không phải là người có gu thời trang sành điệu và biết trang điểm nên gương mặt càng già dặn. Cư dân mạng dành nhiều lời chê bai cho em gái Olympic nổi tiếng một thời này. Một số fan còn bày tỏ sự tiếc nuối trước diện mạo của Lâm Diệu Khả thời còn bé. Không ít khán giả chia sẻ nếu không có chú thích chắc chắn họ chẳng thể nhận ra Lâm Diệu Khả. Một số khác lại cho rằng nếu tiếp tục tăng cân, Lâm Diệu Khả khó có thể gia nhập showbiz. Nếu gặp ở ngoài đời, có lẽ chẳng ai nhận ra Lâm Diệu Khả đáng yêu ngày nào. Thực tế nhiều năm qua Lâm Diệu Khả không được trọng dụng trong giới phim ảnh và âm nhạc. Ở tuổi 22, trong khi bạn bè đồng trang lứa đều đã có tác phẩm nào đó, thì Lâm Diệu Khả vẫn dậm chân tại chỗ. Nhiều người cho rằng em gái Olympic từng yêu thích năm nào, khó có cơ phát triển sự nghiệp trong tương lai. Cách đây không lâu, Lâm Diệu Khả vừa tham gia dự án điện ảnh Cốc Tử Địa. Tuy nhiên vai diễn của cô lên sóng quá ít ỏi nên chẳng ai nhớ đến. Một số người còn nhận xét Lâm Diệu Khả khó lấy lại vị thế năm xưa vì ngoại hình thay đổi và cũng không còn được yêu thích. Sinh năm 1999, Lâm Diệu Khả từng là sao nhí rất được mến mộ tại Trung Quốc. Sau khi trình diễn tại lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008, cô bé được đặt biệt danh là Thiên thần Olympic. Nhờ đó, Lâm Diệu Khả có cơ hội tham gia nhiều tác phẩm từ khi còn rất nhỏ, trong đó phải kể đến Phương Bắc Có Giai Nhân, Hồng Lâu Mộng, Mỹ Nhân Tâm Kế, Thái Bình Công Chúa. Tuy nhiên vì nổi tiếng quá sớm nên Lâm Diệu Khả chịu nhiều áp lực và sự săn soi của báo chí, truyền thông và người hâm mộ. Khi tuổi còn rất nhỏ, Lâm Diệu Khả đã chịu điều tiếng. Năm 2012, Lâm Diệu Khả bị phanh phui vụ hát nhép tại Olympic. Sau này cô lại dính thêm hàng loạt những bê bối tai tiếng như giao kéo, ăn chơi, hét cắt xê, chảnh chuệ. Từ đây sự nghiệp của Lâm Diệu Khả xuống dốc, cô chẳng còn được mọi người yêu mến như trước. Năm 2017, Lâm Diệu Khả thi trượt liên tiếp hai trường đại học là Học viện Âm nhạc Trung Quốc và Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Nhiều bất ngờ khi em gái Olympic ngày nào giờ chẳng được chào đón, cũng ít người nhớ mặt. Trước vụ việc lùm xùm khi ấy, truyền thông và công chúng vẫn rất yêu quý cô bé Lâm Diệu Khả bởi mọi chuyện đều là do người lớn sắp đặt mà nên, còn bản thân cô bé với ngoại hình đáng yêu này đã kịp đốn tim rất nhiều công chúng. Sinh năm 1999, Lâm Diệu Khả được học thanh nhạc và vũ đạo từ năm 4 tuổi. Cô bé từng gây sốt khi có màn biểu diễn ấn tượng tại lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008. Sau phần trình diễn, Lâm Diệu Khả được gọi là Thiên thần Olympic hay Em gái Olympic. Nhìn có vẻ ngoài đáng yêu, cô bé nhanh chóng được các đạo diễn lựa chọn cho các dự án phim lớn. Tròn 6 tuổi, Lâm Diệu Khả đã được tham gia diễn xuất bên cạnh Triệu Vy. Cũng trong năm đó, cô tham gia vở kịch Rộng Lượng cùng Nhậm Doanh Doanh, Hứa Tình và Vương Chí Văn. Đạo diễn Trịnh Hiểu Long còn mời Lâm Diệu Khả góp mặt ở tác phẩm Xuân Thảo bên cạnh Đào Hồng. Ngoài ra, khán giả từng thấy sự xuất hiện của Lâm Diệu Khả trong các phim như Phương Bắc Có Giai Nhân, Hồng Lâu Mộng, Mỹ Nhân Tâm Kế, Thái Bình Công Chúa. Ở tuổi 22, Lâm Diệu Khả đang là sinh viên của Học viện Nghệ thuật Nam Kinh. Không còn đóng phim, trình diễn trên sân khấu như trước, Lâm Diệu Khả giờ làm streamer trên mạng xã hội. Sự nghiệp mờ nhạt, nhan sắc đi xuống, Lâm Diệu Khả khó sống trong giới giải trí hiện nay khi ngày càng nhiều sao nữ trẻ tuổi, xinh đẹp xuất hiện.